Hi, chào anh em Bảo Chị Ở Lượng, mình từ Lúa Chị Tám giúp các bạn là trong video ngày hôm nay tiếp tục với S71 các bạn ạ. Ngày hôm nay thật là có duyên với S71 khi mà liên tục mình vào S71 để làm các video review về Kensu ở hai hạc luôn, có ba cái hai hạc S71. Nói chung là có duyên là một hạc tới ở top tầm 0x, một hạc ở tầm top tận 3x 4x gì đấy. Đấy, còn hôm nay sẽ là video bán hạc của server số 71 mà hạc chất lượng VIP 9. Hết sự tức ở Battle Pass rồi, anh em nào mua thì nạp nhá. Đấy. Đây hiện tại thì đang theo chuẩn tứ hôn. Đấy, có chút hỏa của Psyche và Kyo Flame nhưng mà có lẽ nó cũng không dùng giải quyết gì nhiều vì hỏa bây giờ theo mình chỉ đốt được với con Magaki thôi, còn nó hội khác này đốt nó không có nhiều ý nghĩa nữa vì nó sẽ đều giải đi hiệu ứng thôi. Đấy. Nên thành ra Magaki của mình nghĩ là trong tương lai nhá. Đấy. Bây giờ vẫn còn một số người dùng được nhưng trong tương lai càng ngày càng ngon vì không ăn chiếc hỏa đâu các bạn ạ. Càng ngày càng ngon đúng không? Rồi ok. Còn hàng này tất nhiên là trong tương lai theo mình thì cũng sẽ thay Kyo Flame và rồi sẽ là Psyche đi. Đấy, không phải vì chúng không hồn vũ khí nên là thay đi đâu mà là cái gì sau này sẽ có những cái tư chất 15 nó mạnh hơn rất nhiều. Đấy, kim cương này không thiếu. Mình lấy đơn cử như là Mizuchi, như là Rap chẳng hạn đúng không? Đấy. Thì Rap vào vòng tới nói thật với các bạn là tự cân nhắc nhá. Ạc này thì có 3 trên 4 con ung thư rồi nhưng mà thần bài chắc là sẽ bỏ đi, bớt lại Shion và Athena thôi. Các bạn có thể xoay qua siêu nữ được với Vice Major vòng 2 đã là 2 con, Mizuchi là 3 con và một con đại loại như Terrico hoặc Kulabang nữa chẳng hạn đúng không, là 4 con, kết hợp thêm mình 2 con này nữa. Đấy thì gọi là đủ 6 con. Đấy thì lại thành comeback thành team siêu nữ lại ngon. Đấy mình thấy cũng được chứ Rap vòng 2 rồi vẫn biết là nó mạnh, nó hữu dụng nhưng mà không biết được một bền hay không. Đấy, thôi các bạn cân nhắc nhá. Đấy chứ nói thật với các bạn là ác này nó là một ác mở, vẫn còn rất nhiều hướng để các bạn theo. Đấy, vì Shion và Athena nó rất dễ dùng các bạn ạ, cực kỳ dễ dùng luôn, team nào cũng có thể hữu dụng, đi được với tất cả các đội hình luôn. Đấy, gấu cũng được, thua Huy cũng được, hơn Huy cũng được, con này nó rất là dễ dùng. Mình check nhanh run để các bạn nhìn thấy. S71 thì vừa mới lâng run chưa lâu. Tung hiện nay đang đóng vai trò giảm công, chắc chắn là sẽ thay dần đi. Tung hồn vũ khí nên là không có chuyện kích nộ mấy đâu. Đấy. Ổn đấy các bạn ạ. Nhị môn, thần bài nhị môn, Kyo nhị môn, toàn nhị môn, tứ môn và lục môn. Sát thương chính trong đội hình chắc chắn sẽ là Shion. Hội còn lại thì hỗ trợ cho Shion thôi. Đâu rồi, còn thần bài nói thật với các bạn là tanh này nhá, vì nó chỉ có 5 sao nhị môn nên là nó không thể có được cái lá Joker, nên là phá những cái con tanh ví dụ như là Tung hoặc là Raf là thần bài không CS Max là sẽ bó tay bó chân. Lực của túi đô theo mình đánh giá là cũng ổn, đủ các bạn lấy tư chất 15 về cái có thể nâng lục môn ngay lập tức được với 527 mảnh vạn năng, hồn hiệu hồn sách nhiều. Đây là 1/3 viên run đỏ. Đá thần hết rồi hay sao nhỉ? 37 cái mảnh hồn vũ khí đây. Thế thì mình nghĩ các bạn có thể lấy luôn hồn vũ khí trong event này cũng được, vì hôm nay là đang có event khá rẻ đấy. Athena hiện nay là tứ môn rồi nhưng nó chưa có hồn vũ khí. Khi có hồn vũ khí về thì các chỉ số hồi máu, công thủ vân vân đều gia tăng, và được thêm một cái hiệu ứng đặc biệt đó là Athena sẽ giải được cả hóa đá cho đồng minh nữ và búp độc chiêu cho 2 võ sĩ, đấy, bao gồm cả Athena. Đấy. Thì mình thấy nó rất là ngon. Hiện nay đang có 30 mấy mảnh này rồi thì còn đâu bảo là nâng lên đến cái tầm S-Max 2 hồn vũ khí thì mình nghĩ là thôi nhé. Đấy, không hẳn cần thiết đâu. Để mình nghĩ là xem nào, tốn đến 25k kim cương ở mốc này, 37 thì mình nghĩ là chỉ cần tốn đến mốc 15k kim cương thôi. Đấy, 15k kim cương thì các bạn sẽ lấy được lốt cái phần còn lại, tức là bao gồm 63 mảnh hồn vũ khí thì mình nghĩ là đẹp. Bỏ mốc 20, bỏ mốc 25, 15k lấy cái hồn vũ khí. Mình nghĩ thế là đạt yêu cầu rồi. Đấy. Thì bạn nào mua hạc thì tiêu thì nó sẽ còn khoảng hơn 60k kim cương, thì các bạn tiêu tiếp tục thêm 15k kim cương vào phần event hột được 5 sắp tới. Còn đâu trời cho mình mèo, chứ đua Rap nói thật với các bạn mà lại tiếp tục cái kiểu không hồn vũ khí thì khó, mà Rap mà các bạn đua xong mà lại lấy hồn vũ khí thì lại không chơi được event hột được 5. Đấy, và mèo nói thật với các bạn là cũng gấp nghé rồi nhá, chứ không phải là dễ đâu. Đấy, nếu mà các bạn lấy Rap là sẽ chỉ còn khoảng 35k kim cương thôi, là mèo phải hên thì mới có khi mới full đấy. Đấy, và phải nhịn hết các event khác đấy. Các bạn chơi thì theo mình nghĩ thì đấy, lên cân nhắc. Hạc thì đang chắc chân top 1x, có tỷ lệ đánh vào top 10 nếu như bạn online tốt. Các bạn nhìn thấy đánh tranh nhau với Manca và hơn nhau thì 6 bậc. Đấy, theo mình thì nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là Xeon có tỏa sáng ở đây là không. Đấy, tỷ lệ chí mạng của Xeon rất là cao, nhưng mà nó phụ thuộc một phần nữa vào bên đối phương. Đấy, và cái võ sĩ bị đánh là võ sĩ nào nữa. Đấy. Rap rất là trâu, nhưng mà nếu như Rap không ăn học đầy đủ được thì Xeon nó cũng vẫn chọc hết thôi. Khá dẻo rượu cái bên mình thắng được. Đối phương sử dụng Athena, Lêu La Mèo dạng quy ấn. Đấy là vận trí mà. Rồi, đây là S-Buck của Xeon. Các bạn nhìn bên đối phương hết lửa cây máu rồi. Rồi, và Xeon bên đối phương bay luôn. Tung sẽ đóng vai trò support. Khi ai là đệ tử của Tung ở hàng dưới thì sẽ được tăng thêm cường hóa sát thương, hàng trên được tăng thêm cường hóa kháng sát thương. Rồi, Xeon đối phương cũng không hề yếu chút nào cả. Một pha trả bài theo mình đánh giá là tương xứng đấy. Không biết Xeon mình có chết không. Rồi, may quá có Athena đỡ hộ. Đây là Athena tứ môn. Nếu như có hồn vũ khí pha này thì cả Tung và Kyo sẽ đều có độc chiêu. Nghĩa là cả 4 võ sĩ bên phe ta đều có độc chiêu. À, cả 6 võ sĩ bên phe ta đều có độc chiêu. Saiki chơi S-Max thì chỉ có vai trò là phòng thủ và đốt lửa này. Đấy. Chứ hoàn toàn không có cái sức mạnh về mặt sát thương. Cái đốt lửa của dòng hỏa theo mình đánh giá vẫn rất thấm. Các bạn nào mà nhìn thấy con Magaki của mình cái thời mà hội thằng Saiki và Kyo Flame là mới ra, các bạn biết cảm giác phế vật luôn. Nó đốt cho cảm giác lượt đến đầu thứ hai đã chết luôn. Nó đốt kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ, tới từ cả tuyệt kỹ đến độc chiêu. Nhưng bây giờ thì khó hơn vì các võ sĩ đa phần đều tự giải được. Magaki yếu quá nó không tự giải đâu. Rồi trận này thắng vì đối phương xem nào. Hơi phân vân nhỉ. Đối phương có S-Max bài mà lại không xuyên được bên mình. Không biết có S-Max bài chưa, chắc chưa. Đấy. Còn lá Joker kia thì chỉ cần nhị môn là có lá Joker rồi các bạn. Không cần phải vũ khí, chứ nói là S-Max đã S-Max rồi. Nhưng mà chắc lại bị Tung bên mình khắc chế rồi. Tung để hàng sau là chuyên các khắc chế những võ sĩ có khả năng sốc đa mạnh. Và sau đây Tung khả năng cao là sẽ hồi đầy bình. Phe ta rất nhiều võ sĩ có khả năng hồi máu. Xeon cũng hồi máu các bạn ạ. Nó dựa vào lượng sát thương mà nó gây ra. Rồi, quả là thì đầy bình. Đá rơi. Rồi, ổn nhờ. Xeon lục môn rồi, đam nó ghê gớm thật đấy các bạn ạ. Tỏa sáng duy nhất đấy. Mình nghĩ thần bài bên đối phương trận này không xuyên được qua hàng Athena với Tung. Tung thì giới hạn sát thương, còn Athena thì có 2 mạng, khiến thần bài không tài nào vượt qua được. Còn Raph đánh mãi, đánh lâu, đánh trâu, đánh lộ phải chết rồi. Ai mà thắng được nhỉ? Thật sự với các bạn, mình hơi khó tưởng tượng ra được con đường thắng ở trận này đấy. Để xuyên được Raph này thật sự rất khó đấy. Có lẽ con Raph này nó chưa ăn học đầy đủ lắm. Các bạn để ý vẫn nảy chí mạng liên tục luôn. Còn tất nhiên Xeon phe ta đã được ăn học mapping. Rồi, xít chết. Xít chết cả hai con này. Đấy, chắc lượt này mình nghĩ có cơ hội thắng này. Giảm nộ được Rap, thành ra Rap không có kháng miễn khống. Không có kháng miễn khống thì bị xuyên vào đau lắm. Đấy, đúng không? Ừ, đấy, mỗi ngày thắng được. Còn này là chắc lại trí em phát nữa này. Đấy, chảy máu chết đấy, ăn may đúng không? Ăn may, may ăn khôn. Kyo Flame nó tuyệt kỹ một phát chuẩn đấy, thành ra là ráp không hồi nộ nổi đấy, đấy là cũng là một cách khắc chế được ráp bạn nhá. Ngoài ra thì đối phương mới chỉ là ráp 5 sao 8 môn đấy, chứ nó mà tứ môn như Athena thì nói thật các bạn, nó lại hồi nộ nhanh lắm đấy, chưa chắc ăn được đâu. Ngoài ra bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,7 triệu.